WhatsApp nhé. Mình đang đứng ở đây là thành phố Tam Kỳ nhé. Lô đất là 6 x 35, đất ở hoàn toàn nhé, thuộc thành phố Tam Kỳ, đường 14m nhé, sát rạc cụm khu công nghiệp Tam Thăng và gần địa đạo Kỳ Anh nhé, khu du lịch địa đạo Kỳ Anh. Giờ mình tiến về lô đất đây, đường 14m nhé. Rồi đây là quốc lộ 1A nhé. Rồi đây đường này, đường là 60m đây nhé, đường 60m đây. Đường này xuống khu công nghiệp Tam Thăng đây mọi người nhé. Lô đất bán chủ vỡ nợ, bán 6 x 35, bán lỗ đi gần 400 triệu mọi người ạ. À, bán lỗ gần cả 400 triệu luôn nhé, bán lỗ gần 400 triệu luôn nhé. Đây cơ giới đường 14m nhé, sát rạc cụm khu công nghiệp Tam Thăng, đi khu di tích địa đạo Kỳ Anh là khoảng tầm 300m, đường 14m, quá rẻ cho một tình đẹp, bán lỗ gần 400 triệu nhé. 6 x 35 của em chân dài Ngọc Trinh, quá đẹp. Rồi gần tới lô đất rồi, đây chỗ này xuống khoảng tầm 300m nữa là tới khu công nghiệp Tam Thăng rồi mọi người nhé, tới khu công nghiệp Tam Thăng rồi. Rồi về đây mặt tiền đường này đây mọi người, mặt tiền đường 14m đây mọi người nhé. Rồi đây dân cư đông đúc thiện lành nhé, đường này là tiến thẳng tới khoảng 400m nữa là tới địa đạo khu du lịch địa đạo Kỳ Anh mọi người ạ. À, bán lỗ gần 400 triệu rồi, tới lô đất rồi mọi người nhé, tới lô đất rồi. Đây dân cư đông đúc thiện lành, đây đường 14m, đây 6 x 35, 210m², trời ơi một tiểu villa, tiểu villa quá ok luôn. Đây dân cư đông đúc thiện lành mọi người nè, đây đấy đấy đây, từ đây qua, từ đây qua là 6 x 35, dân cư đông đúc thiện lành nè, đường 14m nhé, sát rạc cụm khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Đây xuống 300m là tới khu công nghiệp Tam Thăng rồi nhé. Đây vào 400m là gặp tới ngay khu du lịch địa đạo Kỳ Anh nhé, của thành phố Tam Kỳ nhé. Đây Tam Kỳ tìm đâu ra một lô 1 tỷ 350, 6 x 35, quá rẻ luôn. Trong kiệt của một cái thị trấn là đã 1 tỷ rồi mọi người. Đường khoảng tầm 5m thôi đã 1 tỷ rồi. Đây là thành phố Tam Kỳ, sát rạch khu công nghiệp Tam Thăng mà giá 1 tỷ 350 mọi người. Báo giá, giá nếu như giá thị trường mà đất đang sốt là khoảng tầm 2 tỷ mọi người nha. 2 tỷ nha. Sổ hồng trao tay nha mọi người luôn. Chốt ngay trong ngày nhé. Vỡ nợ rồi nhé. Chốt ngay trong ngày. Sổ hồng trao tay.